Chào tất cả các bạn nhé, trở lại với video thi công của vợ chồng mình. Đây là bọn vợ chồng mình nhận thi công cho một cái biệt thự tân cổ điển đấy. Biệt thự rất là to và hoành tráng, bề thế tại Yên Mỹ Hưng Yên khu mình. Đấy, nội thất cũng rất là đẹp, vừa mới xây xong các bạn nhé. Rất là mới và đẹp. Các bạn xem đăng ký kênh ủng hộ cho vợ chồng mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Đây là bọn mình đang đi đường các bạn ạ. Đấy, đi từ xa đã nhìn thấy cái biệt thự ở trên này kìa. Xây 4 tầng, mình đã đến khảo sát từ lúc nhà vẫn còn đang xây dựng cơ. Xây 4 tầng, có thang máy, nội thất đầy đủ, thiết kế theo phong cách biệt thự tân cổ điển các bạn ạ. Khu mình bây giờ dân rất là giàu, toàn những biệt thự xa hoa lộng lẫy, rất là to. Đó, cái biệt thự bên tay trái đây các bạn nhé. Đây để mình xi nhan mình vào cái biệt thự này. Lần đầu tiên mình lúc mà đang xây dựng thì mình đến khảo sát, lần đầu tiên mình quay lại cái ngôi nhà này, khi khách gọi là mình chê, đầu tiên là mình chê cái cổng này của khách hàng là cổng sắt mỹ thuật các bạn nhé. Ở trên là lan can đôm đúc rồi, nhưng ở dưới này cổng sắt mỹ thuật. Đây chắc là do sở thích của khách hay thế nào, mình thấy cái cổng này nó hơi gầy, lan hơi thưa. Thôi qua cái vấn đề cổng đi, đấy là thẩm mỹ của riêng cá nhân mình thôi, thì thấy cái cổng này nó hơi xấu đối với ý thẩm mỹ của mình. Mình muốn nó là cổng nhôm đúc luôn ấy, nó sẽ đẹp hơn. Các bạn nhìn nhà này tưởng ngon thôi, nhưng mà thực sự là cũng không ngon đâu các bạn nhé, khoai lắm nha. Bọn mình chịu khó và bọn mình gọi là bọn mình không chê bất cứ đơn nào, là bọn mình nhận thôi các bạn ạ. Ở nhà này thực tế là camera cũ là của khách có rồi, khách là làm trang trại chăn nuôi lợn nước các thứ ấy. Đấy, xong khách có cam cũ khách tháo về ấy, nhờ bọn mình đến thi công lắp cho ấy. Đấy, chứ thực sự là không có một con cam mới đâu của bọn mình đâu. Mạng thì tất cả hệ thống mạng LAN router wifi thì lại bị cái ông VNPT, ông ấy kéo cái mạng chính, ông ấy quân sư, ông ấy làm cho dây dợ xấu cực kỳ. Thì các bạn để ý là trước cái cửa chính của mặt tiền ý, có cái dây nguồn dòng cắm cho con router wifi ấy, xấu dã man. Đây là đây, dây chờ các bạn để nhìn, các bạn nhìn thấy điện nước để dây chờ này, có chán không? Rất là xấu luôn. Nhà thì bao nhiêu tỷ đẹp như thế mà làm cái dây chờ như này. Đấy, đây là nói về phương diện thẩm mỹ của một người thợ thôi, nói phương diện cá nhân chứ không phải chê bai gì chủ nhà cả, anh em xem phải thông cảm nhé. Nên bọn mình lên đây là bọn mình thuyết trình và nói để cho anh em hiểu, không mình để nguyên thì anh em lại chê, lại bảo là ông này đi làm thợ gì mà nhà người ta đẹp thế mà ông nắp dây xấu thế nọ kia. Mình nói thật là mình có tư vấn bảo chủ nhà là cháu làm lại hết tất cả hệ thống dây mạng cho nhà mình, nhớ tháo ra làm lại hết cho nó thật thẩm mỹ. Nhưng mà chủ nhà lại sợ tốn kém, thì bảo thôi nó vẫn dùng được, thôi cứ kệ cháu ạ. Thế là người ta không để ý nên thôi mình, việc mình nắp thôi, còn dây xấu thì mình kệ thôi các bạn. Mình nắp cái nào lên thì mình làm gọn đẹp cái đấy, còn đâu cái nào xấu mình không chỉnh lại được thì thôi. Đấy, chứ mình cũng rất muốn làm cho cái ngôi nhà này nó cực kỳ đẹp, bởi vì anh em cũng theo dõi mình làm mà, tính mình làm mà rất là thẩm mỹ và đẹp. Kể cả nhà cấp 4 mình cũng làm cho đẹp, chứ không nói gì đến cái nhà hoành tráng xa hoa như thế này cả. Đấy, nhưng mà do vì ý mình có tư vấn ý chủ nhà, nhưng mà chủ nhà họ không đồng ý làm lại, họ sợ tốn kém thêm khoảng vài trăm nghìn tiền công hoặc là gì đó, thì người ta bảo là thôi kệ. Đó, nếu mà mình làm hộ cơ thì chắc người ta ừ đấy. Hộ là chắc chắn người ta sẽ ừ. Đấy, nhưng mà thôi, mình đi làm phải có công chứ làm sao mà làm hộ được, đúng không các bạn? Sao không cam đã không nắp của mình rồi, nhìn nó có thế hơn không? Ví
ví dụ họ lắp của mình khoảng tầm chục triệu tiền cam, vài triệu tiền cam, thì mình combo hộ cho tất cả các hệ thống dây mạng LAN, wifi, router treo lại ngay ngắn. Đấy, mình lên khảo sát các phòng, các tầng, 4 tầng router wifi á. Mấy các bạn VNPT đến nắp buộc vào dây thép, xong lại treo lủng làng lẳng, treo lại cổng LAN hướng lên trên, bụi nó rơi vào hết, rất là xấu. Đấy, ni lông của router wifi thì không bóc hết, trông nó lộn thoa lộn thuộm, chủ nhà người ta không để ý, không nói gì cả. Ở đây là mình đang lắp tay co, tay ngang co để cho cam nó đua ra, nó không bị vướng vào những cái cột này. Cột tân cổ điển nó rất là to các bạn nhé. Nếu không lắp cái này cam nó lắp tụt vào tường đấy à, nó chả nhìn thấy gì cả. Nên bọn mình đều có tất cả các phụ kiện camera rất là chuyên nghiệp để thi công đủ các mọi trên lĩnh vực. Cái này là chuyên lắp cho nhà tân cổ điển các bạn nhé. Đấy, tay co của mình dài 60 phân đó, lắp vào trông nó rất là đẹp. Nhưng mà rất tiếc là con cam nó rất là cũ, con cam nhìn khá là xấu. Mình cũng báo khách là lên thay hết bộ mới IP PoE của Hikvision ấy. Đấy, nhưng mà mình cũng chưa hề báo giá là bao tiền, nhưng khách hàng bảo là nhà cô chú nhiều cam lắm, ở vườn ở trại bây giờ không kinh doanh nữa, thu về ấy. Nên ấy, đây là mắt IP Yahoo này, thu về lên lắp cho bác. Rồi vâng, thì cháu lắp thôi, cháu lấy công thôi, vấn đề gì đâu. Mấy lần gọi mình như bọn mình đều bận, mãi hôm sau bọn mình sắp xếp thời gian rảnh bọn mình qua gọi bọn mình 2 lần. Nhưng đúng hôm bọn mình đang đi làm bọn mình không qua được. Đây là lần thứ 3 gọi bọn mình, đúng hôm bọn mình sắp xếp được buổi chiều bọn mình mới qua làm đấy. Bởi vì mình phải ưu tiên các đơn lắp mới trước, bao giờ không thế. Chứ không thể để những khách hàng lắp mới mà để chờ được. Khách hàng này thì cũng không bắt chờ đâu, nhưng mà mình đang kiểu mình đi làm rồi người ta mới gọi đấy. Đây là đang hoàn thiện hai cái con này lắp chung một chỗ. Ở đây chỉ để chờ một đường dây mạng thôi, nhưng mà phải lắp, người ta muốn lắp hai con, một con chĩa sang bên này, một con chĩa sang bên kia. Đấy, thì là mình phải dùng switch, chia bằng switch và đấu đôi nguồn, đấu song song nguồn cho hai con này ở đây. Đó, hai con này lắp khá là lâu, nó nhiều phụ kiện các bạn. Video này thì mình không có tua nhanh bởi vì vợ mình quay cho, quay vào iPhone 13 Pro Max, anh em xem khá là mượt và nét, không bị rung giật như cam ở trên đầu. Cam trên đầu thì mình nâng cấp lên con Action 3 rồi, cũng xịn sò rồi, nhưng mà chưa có dịp để quay anh em ạ, thì vẫn dùng quay tạm tạm ở điện thoại cho anh em xem tham khảo. Mẫu nhà tân cổ điển thì sẽ dùng tay co như này, trông nó sẽ chuyên nghiệp và trông nó góc nó sẽ được rộng hơn anh em nhé, nó đua ra như này. Hoan DeWatt 263 là mang đi khai trương. À, mình có khai trương cái khác rồi, cũng là Hoan mới mua mang đi đục luôn. Anh em chịu khó bớt chút thời gian xem và cùng bình luận với mình nhé. Đây, đây là xong con đấy, đây này, cái con cam ở đây này anh em này. Con cam đây là cửa chính nhá, chạm trổ của cửa gỗ, chạm trổ rất là hoành tráng. Nhưng mà kia kìa, hai cái dâu kia là con Reuters 941 của Tiếp Linh, họ VNPT họ nắp, họ nhét luôn vào trong cái hộc gỗ đấy. Và dây nguồn adapter các bạn nhìn kìa, dòng sang cái dòng ngang qua đoạn mặt mình ấy. Đấy, đấy, chỗ này thì nắp một con cam IP, thì mình phải tắt DHCP của con Reuters đi cho nó chung với IP tổng thì nó mới vào đầu ghi chỗ kia được. Xong mình cắm luôn con LAN này vào chung với cái con Reuters luôn, bởi vì cái dây mạng chờ ở đây chính xác là để chạy cho camera. Nhưng mà nhà bác ấy lại nắp hết hệ thống ổ điện thông minh với cả mở cổng tự động điều khiển của app điện thoại, nó chạy một wifi ấy, nên người ta phải lắp wifi ra ngoài cửa để cho cổng nó bắt được wifi, nên nó sẽ mất đường dây mạng của cam, thì mình bắt buộc phải cắm vào đường LAN của Reuters. Thì LAN với LAN mình tắt DHCP đấy để cho nó chung IP với cái modem tổng ở trong chỗ tủ đầu ghi kia, thì tí mới gán nó vào đầu được đấy. Nên cái dây đấy thì họ làm xấu rồi, giờ mình chả làm lại được, người ta không
đồng ý mình làm lại thì thôi, mình cứ để thế mình làm. Nên mặt trước trông nó hơi xấu, có cái dây bắt qua các bạn. Đây cũng xế chiều rồi đấy. Đây, đây là con ở bên hông sân bên kia, nhà này kiểu nhà hình chữ L ấy. Đây là một con mắt IP của KB Vision. Tinh là cam nó hơi lộ cộ một tí. Hai con IP Yahoo mắt to, với cả hai con cam KB Vision cũng IP mắt bé. Biết làm sao, nhưng mà hai cái con KB Vision này mình bị khoai là họ tháo ở đầu khác ra, xong nó dính mật khẩu của cái đầu ghi khác. Hỏi chủ nhà thì mật khẩu đầu ghi là gì, chủ nhà bảo là không nhớ. Bảo là có số của thoại lắp cam trước không để cho hỏi, cũng bảo là không có số của nó rồi. Thế là bọn mình phải tháo hẳn con cam ra, tháo hẳn con cam ra để cho nó chơ cái mạch ra, để bọn mình reset cứng lại mật khẩu cam, xong rồi đặt lại mật khẩu, xong mới gán được. Hai con này toàn mắc mật khẩu này, phải reset này, mất rất là mất công. Lắp cam cũ nó phức tạp lắm anh em. Đấy. Bên mình thì phục vụ khách hàng từ đơn to đến đơn nhỏ, không chê một đơn nào cả. Trừ những khách nào cực kỳ củ chuối thì bọn mình sẽ từ chối phục vụ. Còn những khách nào mà tư vấn người ta vẫn ok, mà không đến nỗi củ chuối quá thì bọn mình vẫn phục vụ, kể cả người ta có thực sự người ta có xin phép nhé, người ta có keo kiệt đến đâu bọn mình vẫn cứ phục vụ. Mình phục vụ theo kiểu keo kiệt của họ đấy, nhưng mà cứ không gọi là chảy cối cù nhầy quá thì bọn mình vẫn phục vụ hết. Còn chảy cối cù nhầy quá thì bọn mình sẽ từ chối phục vụ luôn từ đầu, để dành thời gian phục vụ khách hàng tiềm năng của những khách hàng khác các bạn ạ. Đến đây là hoàn thiện hết bốn mắt ở ngoài các bạn nhé, bốn mắt camera IP cũ ở ngoài đấy, tất cả nguồn là tận dụng cho họ hết, tất cả là đồ của họ hết, không có một cái gì của mình. Tất cả những nguồn adapter xấu mình cũng tận dụng cho, xấu thì treo ở ngoài. Đây là vào bên trong nhà rồi các bạn. Đây, đây bên kia là tủ điện thì để luôn đầu ghi bên tủ điện. Tủ điện với cái tủ mạng bên này nó thông nhau mà, luồn dây sang. Còn đây là tất cả dây mạng lộn xạ lộn xộn của hội VNPT, họ lắp cái sweep 8 bên kia, mình không lắp. Đấy, tất cả trong tủ này mình chả làm cái gì ạ, mình chỉ dò dây mình bấm thôi. Đấy, tí nữa mình thít lại gọn cho cái hệ thống dây mạng. Đấy, còn đâu mình bảo mình setup lại hết tủ này, setup lại tủ này là modem mình treo lên ngay ngắn này các thứ, rồi dây nào thừa mình cắt đi mình làm lại, nhưng mà mình làm lại hết cho ấy. Nhưng mà không ấy thôi, chủ nhà không ok thôi. Đấy, các bạn thì thấy dây như các bạn nhận không? Đó, tí nữa mình bó lại cho một chút nó có gọn hơn tí. Đấy, mình bó kiểu nhánh nào ra nhánh đấy trông nó gọn hơn. Đấy, với cả hệ thống tủ đầu bên kia nó đang lộn xộn quá, như cái này chập cháy đứt ngay. Mình đang setup lại các bạn, tháo những cái dây nào không liên quan và cuốn nó theo thế cho nó đẹp. Chôn nó là dây Việt Hàn, dơ quá đúng không? Dây rất dơ. Màu thì dây xám giống dây hích các bạn, dây hích Can 5 ấy, nhưng mà nó nhiều dầu lắm, dầu nó giỏ cả vào cổng mạng cơ, nhiều sợ nó chập mạng. Dây mạng là nhiều dầu quá, dây mạng chôn tường là các hàng dùng quá nhiều dầu. Switch này đúng ra là dùng switch 1000, phải sử dụng switch, hệ thống switch 1000 mbps nó đẩy cho các tầng kia thì nó sẽ ngon hơn. Như đây các ông VNPT thì chắc ông ấy không tủ điện hơi có lấy được số ít 1000. Đấy, nó như thế này. Đầu ghi đây. Đầu ghi này, đầu ghi Yahoo các bạn nhé. Xem qua app GDMSS Plus mình cài cho khách. May là vẫn còn nhớ được mật khẩu đầu ghi, không cũng chịu cứng lại phải đi reset. Thế
thiết kế là 4 tầng, mỗi tầng một trạm router wifi, phòng khách một trạm, và cái con router wifi của VNPT kia coi như là bỏ luôn, bỏ không sử dụng cái wifi nó, bởi nó bạn bảo nó hút, nó tụt vào trong cái hộp kia thì sóng nào nó ra nữa. Đây là mình đang bó lại hết các dây nguồn adapter cho nó gọn gàng, bởi vì nó cắm ngay ở đây thôi cho nó gọn, chứ ai làm một đống thù lùi kia. Hết cả, hết video rồi, cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi video này nhé. Mong em đăng ký kênh ủng hộ cho đội của mình càng thêm phát triển. Hẹn gặp anh em trong những video sau nhé. Xin chào tất cả anh em. Đăng ký kênh, bấm chuông cho mình nhé. Bye bye.